Ngày mùng 1 tháng 3, Bệnh viện Gia Liễu Trung ương vừa thông tin một bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán ung thư tế bào gai, nhiễm độc asen mạng tính. Đáng chú ý là nguyên nhân gây bệnh đến từ bệnh nhân, việc là bệnh nhân có thói quen dùng nước giếng khoan và thuốc đông y không rõ nguồn gốc. Bệnh nhân nam 64 tuổi được Bệnh viện Gia Liễu Trung ương chẩn đoán ung thư tế bào gai, vẩy nến, theo dõi nhiễm độc thạch tín asen mạng tính. Trước đó, bệnh nhân có thói quen sử dụng nước giếng khoan thường xuyên trong sinh hoạt và có dùng thuốc không rõ nguồn gốc. Theo bệnh nhân, loại thuốc mà ông hay sử dụng trong nhiều năm là thuốc đông y dạng viên, đựng trong gói ni lông, không có nhãn hiệu và được quảng cáo có tác dụng trị hoàn toàn dứt điểm bệnh vẩy nến. Qua thăm khám, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân có dấu hiệu của nhiễm độc asen mạng tính rất có thể nguyên nhân xuất phát từ thói quen sử dụng nước giếng khoan và uống thuốc không rõ nguồn gốc trong nhiều năm. Các bác sĩ khuyến cáo biểu hiện thường gặp trên da của những độc asen mạng tính bao gồm thay đổi sắc tố da, dày sừng từng điểm lòng bàn tay bàn chân, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều tổn thương ung thư tế bào gai. Nếu như mắc các bệnh lý mạng tính như vậy nến, hen phế quản, thì người dân tuyệt đối không tự ý dùng các loại thuốc không rõ nguồn gốc vì có thể trong thuốc đó có chứa trộn và asen. Vâng ạ, ngoài ra thì asen có thể là thành phần trong các sản phẩm trang điểm như là phấn mắt, bút kẻ lông mày hoặc là son môi. Vì vậy, khi lựa chọn các sản phẩm làm đẹp, người dân cần phải chú ý kỹ tới nguồn gốc và nơi sản xuất.